Hi, Trải Chim Vlog xin kính chào tất cả mọi người nha. Và chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay là trước tiên đến với clip này, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cái kênh Trải Chim Vlog của mình nha. Và sáng nay mình đã đi ra ngoài trước, mình đã lựa chọn một cái không gian rất là yên tĩnh và rất là đẹp nha mọi người. Thì trước nhà mình có dòng sông của mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món thao mì cay khổng lồ nha, để mời mọi người cùng ăn, để mà vừa thay lời cảm ơn của Trái Chim Vlog đối với tất cả mọi người và vừa ăn mừng Trái Chim Vlog á, là trong vòng 1 tháng đã đạt được trên 500 sub nha mọi người. Thì sáng á, là mình đi chợ sớm á, thì hôm qua mình bắt được một con cá lóc ở dưới ruộng á mọi người, thì mình bán á, được cũng gần cả 100.000 mọi người ơi. Thì mình đi mua được một bọc xúc xích siêu to khổng lồ luôn mọi người, và được 3 gói mì tôm và một bọc ớt nè. Wow, quá trời nhiều ớt luôn mọi người ơi. Thì hôm nay mình cùng mọi người để làm một thao mì cay để mà ăn mừng nha, ăn mừng Trái Chim Vlog đạt được 500 sub nha mọi người. Vâng, thì giờ mình sẽ chuẩn bị nha. Mình chuẩn bị cái chỗ nè, mình đã lựa chọn một cái ở trước nhà mình nè. Đây, đây mọi người thấy gì không, có mấy gốc dừa nè, không gian rất là đẹp luôn. Ngò nước đang vừa mới lớn luôn nè. Bữa nay mình sẽ ăn mừng 500 súp của mình đó. Rồi ngày mai mình sẽ mình làm một cái clip sau á, mình sẽ làm về cái trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê mình nha. Là mình sẽ xuống dưới sông này á, mình cùng mọi người đi bắt cá nha. Còn hôm nay á thì mình sẽ làm thao mì nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuẩn bị chỗ để mình làm nha. Đây mình chuẩn bị cái mó sẵn, mình để mấy cái dừa nè mọi người. À, vâng, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình làm nha. Vâng, ở dưới quê mình nó rất là đơn giản mọi người. Thì mình ở dưới quê mình thì mình mua mì thôi, về là mình cái nước sôi cái mình châm vô là mình ăn được rồi mọi người ơi. Thì hôm nay mình làm một thao mì cay nè để ăn mừng mình đạt được 500 sub nha mọi người. Để cho mì mau chín đó mọi người, mình sẽ bẻ ra nha. Mình sẽ bẻ ra, mình đôi ra đi cho nó mau chín. À, rồi, tới xúc xích siêu to khổng lồ rồi mọi người. Giờ mình sẽ cắt vô, bỏ vô nha. Thì cái xúc xích này á, nó nhiều quá, 10 cây mọi người ơi. Thì mình sẽ ăn 5 cây thôi. Mình ăn mừng 5 cây xúc xích siêu to khổng lồ thôi nha. Còn 5 cây mình sẽ để dành cho thằng nhóc nhỏ của mình nha. Nha mọi người, nó siêu to khổng lồ mọi người ơi. Mình sẽ làm 5 cây nha. Vâng, một đống luôn mọi người ơi. Đây, xúc xích này á, mình sẽ cắt ra nha, cắt nhỏ ra nên cho nó mau chín nha mọi người. À, bây giờ mình sẽ lấy một cái bọc này đi, mình làm một cái để mình cắt cho nó lẹ nha. Nè mọi người, mình sẽ bỏ ớt vô nha, mình làm thao mì cay siêu cay nha mọi người ơi. Đây mấy mọi người, ớt là quá trời luôn, mình sẽ bỏ vô nha.
À, giờ mình cho mọi người xem nha, thảo mì cây nè, quá trời đã luôn mọi người ơi, quá khủng bố luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chế nước sôi vô nha mọi người. Vâng, sau khi mình chấm nước sôi rồi mình bỏ bột nêm vô mọi người. Mình bỏ hết luôn, mấy bột nêm mình vô luôn cho ăn ngon luôn mọi người ơi. Rồi mình chọn mình quậy liều bên cái mọi người. Vâng, quá đầy quá rồi mọi người ơi, quá trời đầy luôn rồi. Cái thao mì này bữa nay là thao mì quá trời khổng lồ rồi, ngon đủ quá. Rồi bây giờ mình cùng mọi người chờ đợi trong vòng 2 phút nha, 3 phút đi, để cho nó mì nó chín nha mọi người. Và trong thời gian chờ đợi mình với mọi người cùng ngắm cái dòng sông của quê hương mình nha. Mình sẽ quay cho các bạn, cho mọi người xem nha. Và thì hôm trước á, cũng clip trước là mình cũng quay cho mọi người xem một cái khung cảnh ở dưới sông, dòng sông quê hương mình đó. Mình sống ở Sóc Trăng á mọi người. Mình ở bên vùng nước mặn, bởi vì nước có hai con nước nha, nước lớn và nước ròng. Nước lớn thì nước rất là đầy luôn mọi người ơi, ngập lên tới trên này luôn á mọi người, ngập lên tới trên này luôn nè đó. Nhưng mà tới nước ròng á thì nó giật xuống á, dưới là gần cạn sông luôn mọi người. Thì để đến clip sau này mình sẽ làm một cái clip để mà trải nghiệm thực tế nha, mà mọi người đi mình đi bắt cá dưới sông nha mọi người, trở về tuổi thơ nha. Vâng, bây giờ mình trong thời gian đã cũng chắc mì cũng cần chín rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ dở xem mì có chín chưa nha. Vâng, sau gần 3 phút rồi mọi người. Wow, mọi người ơi, mì quá trời nở chín đều ngon quá. Một thao mì cây khổng lồ mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình để mà ăn mì nha. Vừa ăn mì vừa ngắm cảnh sông luôn, ra tàu chạy qua. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng ăn mì với mình nha mọi người. Vâng. Còn mọi người ăn mì với mình nha. Ăn mừng mình được 500 sub nha mọi người. Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ ăn mừng này xong mình sẽ làm một cái những clip sau sẽ hay hơn để mà cho mọi người xem nha. Mà hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh Chả Chiên Vlog của mình nha mọi người. Và giờ mọi người ăn thao mì siêu cay với xúc xích siêu to khổng lồ với mình nha. Vâng. Ngon quá mọi người ơi. Từ trước tới giờ mình mới ăn cái thau mì cây này ngon và to như thế này luôn mọi người. Mời mọi người cùng ăn với mình luôn nha. Vâng, ăn xúc xích nè mọi người. Mời mọi người ăn xúc xích với mình nha. Quá ngon luôn mọi người ơi. Mọi người ăn ớt với mình nha, mì cay phải ăn với ớt mới được. Mọi người thấy quê mẹ thoải mái không? Mình đã lựa chọn một cái địa điểm nhẹ ở ngoài trước bờ sông á, mình vừa ăn mì mình vừa coi cảnh ghe tàu chạy. Mọi người, mọi người nghe tiếng ghe không, sắp chạy tới đó mọi người. Mọi người nhìn ở phía sau mình đi, hồi đó sẽ thấy ghe chạy qua rất là nhiều luôn, tại nước lớn đó mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn tiếp nha, ăn với mình đi, thao mì quá khổng lồ luôn mọi người, ăn cái xích với mình nè.
Có mọi người tiếng ghe không? Ghe chạy ngang mọi người đó. Với mình ghe tàu rất là nhiều không mọi người ơi? Mình ở dưới miền quê sông nước mà. Ớt cay quá mọi người ơi. Tiếp tục mời mọi người ăn mì với mình nha mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Này mọi người ăn đây. Quá trời ngon luôn mọi người ơi. Cay quá mọi người ơi. Cái này hồi chắc mình phải đi kiếm dừa đó, mình leo cho dừa mình hái trái dừa mình uống quá. Tao mày này bị cay phờ quá khủng luôn mọi người ơi. Đâu, mời mọi người ăn mì với mình nha. Còn quá trời nhiều mọi người ơi. Ăn bữa nay ăn cho đã luôn. Quá trời luôn. Làm một thau mì khủng độ mọi người. Quá ngon mọi người. Mời mọi người ăn ớt với mình nha. Ăn mì với ớt luôn mọi người. No quá mọi người ơi. Tao mì khủng lồ mà ăn cũng xỉu luôn mọi người. Mình chả ăn nãy giờ quá nhiều rồi, chắc ăn không hết rồi mọi người ơi. Vâng, sau khoảng thời gian ăn mì với mọi người cũng hơn hai gói mì rồi mọi người ơi, mình ăn hết nổi rồi. Vâng, còn một phần này mình sẽ để dành vô nha, để dành lại tí xíu rồi để mà mình một hồi nữa mình tính sao nha mọi người, để vô mà mình ăn sao nha. Bây giờ mình cái clip mình chắc có thể là tạm dừng tại đây nha mọi người. Bây giờ cũng trưa quá rồi, cũng gần tới giờ mình chuẩn bị mình làm đồ để mà mình đi bán bầu viên đó mọi người. Thì mọi người xem clip này xong á, ăn mừng năm chúc sức với mình á. Mọi người có thích cái clip ăn mì siêu cay của mình hôm nay á, mọi người nhớ like và ủng hộ đăng ký kênh mình nha mọi người. Và mình hứa sẽ làm một cái nhiều cái clip sau á, sẽ hấp dẫn và nói về cái cảnh quê của mình và một số cái thử thách để thư giãn nha mọi người. Để mong mọi người sẽ thích nha. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ăn mì siêu cay hôm nay của Trái Chim Vlog nha. Và cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ và đã subscribe, đã cho mình like và ủng hộ mình trong khoảng thời gian vừa qua nha mọi người. Vâng, thì Trái Chim Vlog xin thân ái chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người.